con thì dây dứt giữa con đẻ và con nuôi. Mẹ biết phải làm sao với con bây giờ. Còn Eun Sung của chúng ta, mẹ phải làm gì với con trai của mẹ đây? Đến khi nhìn con thế này, mẹ lại lo cho Eun Sung. Và cuộc trao đổi đầy âm mưu, một vali tiền mặt hay một vali vàng đều được. Cục phó, chú cũng phải bảo trọng đấy. Tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng, cậu đừng lo. Tôi sẽ nhắn tin địa điểm hẹn sau. Được rồi, hẹn gặp lại vào 9 giờ nhé. Thằng chó nó lừa ta, nó nói sẽ bắt ta, nó đặt bẫy ta, giăng tay Ha này vào tù. Ngay khi tôi cầm được USB đó trong tay, hãy giải quyết thằng nhóc đó gọn gàng. Cậu đi. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Ngồi xe tôi ấy, tao sẽ giải quyết mày thật sạch sẽ. Nên cứ an lòng mà chết đi nhá, cảnh sát Ha. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Sự thật nghiệt ngã, phát sóng 11:35 hàng ngày trên kênh TTV. Khi tình yêu không còn chỉ hai người, anh ta cũng chưa chắc cho em cuộc sống em mong muốn, em hiểu chứ? Ngày anh bước đi, tôi đã giải được câu hàm số đó rồi. Em coi thường anh như vậy sao? Bắt đầu từ ngày anh ra nước ngoài, đã biết mình không còn tư cách đứng bên cạnh em nữa rồi. Bây giờ gần bên em như vậy, anh thấy đó đã là điều xa xỉ nhất rồi. Trịnh Vy sẽ lựa chọn ai? Từng chút một, lặng lặng lan tỏa, sưởi ấm tôi. Câu trả lời sẽ có trong bộ phim Thanh xuân không hối hận, phát sóng 17:30 hàng ngày trên kênh TTV. Mâu thuẫn nhen nhóm. Đất vô chủ, tụi tôi cứ làm. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Đúng vậy. Tụi bay, hồng đầu nó lại cho tao. Nè, nhỏ kia mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Mấy ông không có được làm gì chồng tôi hết. Miếng đất đó là của ma. Toa đừng có cho tụi tá điền cắt cỏ trên miếng đất đó nữa. Nếu không thì toa đừng có trách ma. Mày muốn đánh nhau hả? Mày muốn thì tao chấp. Tao chơi tới cùng với mày. Còn mày muốn đi kiện á thì tao mời. Mày đừng có làm phách chó. Mày coi chừng giống như con gà này nè. Con gà này đáng giá 10 đồng. Tao trả gấp đôi cho mày. Mày nhận hay không là quyền của mày. Còn không á, mày cứ đi thương, tao đi hầu. Còn nếu như muốn chơi theo du côn, tao đang chờ mày nè. Ngon nhào vô. Mày dám. Ăn một mình đâu có vui vẻ gì đâu. Với lại ở một mình nhà lạ, qua không có quen. Thôi để khi khác đi. Mời quý khán giả đón xem những tập tiếp theo Con nhà giàu 20:30 thứ hai đến thứ bảy trên TTV. Quang Duệ nhận ra tình cảm của mình với Di Đống giống như bây giờ, cho đến hết cuộc đời thì đã quá đẹp rồi. Còn em, trong lòng anh có em, trong lòng em có anh, như thế là đủ. Nói thật là từ trước đến giờ em không thích kiểu con ngoan như anh một chút nào. Bây giờ thì sao? Bây giờ hả? Em cảm thấy kiểu con ngoan như anh cũng được. Anh cũng thấy mình không tệ lắm. Trình Vân buồn với Lâm Phương quan tâm đến Cát Mễ Nhi. Chị ơi xin lỗi, có bạn gái đến đón chiều nay, anh nghỉ đi, ngày mai gặp lại. Đi thôi. Em về trước đi. Cô ấy đặt phòng thu rồi, thu xong anh sẽ về sau. Cát Mễ Nhi của anh, những lúc giống như thế này, em có thể đừng đập tan hạnh phúc anh mong chờ từ lâu không? Tôi không hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy cô, tôi đều nghĩ đến cá sấu. Không phải loại ở trong hồ đâu. Đây chính là cá sấu đính kim cương. Cô đẹp hơn chúng nhiều. Lần đầu tôi nghe có người dùng cá sấu để khen ngợi phụ nữ đấy. Rốt cuộc hai người là bạn bè thế nào mà anh ấy có thể ngăn nước mắt của một người phụ nữ? Đây chỉ là một cách hình dung thôi.
Mời quý vị và các bạn đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Cô gái trên cây sake phát sóng vào 21:40 hàng ngày trên kênh TTV. Suy nghĩ trong lòng tôi.